Sao vậy? Ruby, tỉnh dậy đi. Ruby, nhìn mẹ nè. Sao con nóng quá vậy nè? Con sốt rồi Ruby ơi. Ruby, con có sao không? Con chóng à. Ừ, để mẹ lấy thuốc cho con uống nha. Con khó thở. Rồi rồi rồi. Ngồi dậy. Hôm nay đi một mình buồn vậy? Cô đi tiếp khách đi. Tôi muốn một mình. Đi một mình thiệt hả? Vậy con Hồng đâu? Anh muốn đi một mình mà anh kéo Hồng đi theo cuộc đời của anh. Anh đã có gia đình rồi mà anh lại cho Hồng cơ hội tiếp xúc anh. Và theo như cô ta nói,
anh muốn lấy cô ta làm vợ. Nếu mà ái cứ đứng đây nói chuyện tào lao vậy á, ái không đi đúng không? Thì tôi đi. Anh có yêu Hồng hay không? Yêu một người đâu phải dễ. Không phải ai cũng yêu được đâu, đúng không? Nếu như không yêu thì tại sao anh giữ Hồng bên mình? Là Hồng tự nguyện về đến với tôi. Anh là đàn ông mà lại nói dối. Chính anh đã dụ dỗ Hồng và ép Hồng làm thư ký cho anh, nên Hồng phải chịu nhục để tiến thân như vậy. Ai nói với cô như vậy? Anh hèn lắm. Đã làm thì phải dám chịu. Đừng tránh né và không cần hỏi. Anh hãy buông tha Hồng, vì nếu không thì anh sẽ gặp nhiều chuyện không hay đâu. Ví dụ như hình anh ân ái với ai trong khách sạn. Alo. Alo. Cô đang ở đâu vậy? Cô tới quán bar Prince liền cho tôi. Ờ rồi. Dạ em sẽ tới liền. Anh đừng có uống nhiều nha. Em sẽ đi taxi tới đón anh. Đi đâu vậy? Qua đây. Qua đây nè. À. Bê nhanh lên. Bình tĩnh đi, được rồi. Em ơi, lấy bia đi em ơi. Nè, anh nhậu ở đâu rồi hả? Xỉn rồi sao không về nghỉ đi mà còn đến đây nhậu chi vậy? Đó là chuyện của tao. Tao thích nhậu có ai cấm hả? Tao nhậu ở đây là sai hả? Hả? Giỡn hoài à. Thích ăn gì thêm tôi gọi cho. Con Hồng đâu? Hồng nó nghỉ lâu rồi mà, sao anh hỏi tôi? Tao không hỏi mày thì hỏi ai? Mày là người thân của nó mà. Nè, anh đừng có làm vậy ở quán nha. Có gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó. Tao hỏi mày lần cuối, con Hồng đang ở đâu? Ở đây có công an bảo vệ ở đây. Anh làm như vậy á, lỡ công an vào đây phát hiện ra thì sao? Ý mày đang nói là tại đây không chơi được đó hả? Tao thích chơi mày làm gì tao? Uống ra! Tao thích chơi nè! Nè! Thằng nào làm gì tao? Ở đây bà tụi mày! Mày đứng ra ngoài đi! Uống ra! Tụi mày buông ra! Uống ra! Đi! Ra! Đi! Cứng đầu hả? Nè! Tốt nhất tôi nghĩ là anh nên rời khỏi chỗ này. Anh hiểu mà. Mẹ mày con u môi! Mày đứng lại cho tao! Đi! Mày thằng chó mày. Chạy hả mày? Mày hả mày? Trốn tao hả mày? Mày hả? Mày nghe nè. Mày nghe nè. Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Định đánh mày chuồng hả? Mày là đồ vừa ăn cắp vừa la làng. Mẹ nó, lùng heo này mà tìm được mày chết với tao.
Kiểu này là không thể tới quán bar được rồi. Sao còn nóng quá vậy nè? Con không muốn đi bệnh viện đâu. Con muốn ở nhà. Mẹ kêu ba về đi. Ba ơi. Ba. Ba. Chuyện là vậy đó ái. Xíu một chút nữa là tôi bị thằng Luân nó bắt rồi. Nó lấy cây dao, nó truy sát tôi ngoài đường á. Tôi sợ lắm. Tôi biết rồi. Nè, Hồng nhớ cẩn thận nha. Tôi nghĩ nó sẽ điên lên khi tối nay giật mất Hồng đó. Tôi biết rồi. Tôi đã về tới nhà rồi. Bây giờ như vậy nè. Bây giờ ai kêu anh Dương đi khỏi quán bar liền cho tôi nha. Anh Dương, anh xỉn rồi, anh nên về nhà đi. Tôi sẽ đợi Hồng tới đây để nói rõ ràng cái chuyện hồi nãy. Bịa đặt. Tất cả lời quái đều là bịa đặt. Tôi bây giờ mới là người mất tất cả. Tôi mất gia đình rồi, cô có biết không? Đúng là tu một ngày chưa chắc thành chánh quả, nhưng ngu một ngày còn quá nhiều hậu quả xảy ra. Anh về nhà đi, Hồng sẽ không tới đâu. Là Hồng gọi cho tôi. Alo, em đâu rồi, sao em còn chưa đến? Ờ, anh ơi, bây giờ em đau bụng quá. Em đi ra cửa rồi. Em kêu taxi rồi, mà giờ đau bụng quá. Em đi vô nhà em uống thuốc nè. Thôi được rồi, vậy em cứ ở nhà, cứ ở đó chờ tôi. Tôi về tôi muốn nói chuyện với em. Nghe giọng của anh hình như đang tức tối chuyện gì lắm nè. Rồi chuyện gì nữa đây? Không được rồi, kiểu này là phải đưa đi bệnh viện liền. Nhưng mà nè, đừng có nói cho ba mẹ biết, để sáng mai rồi hãy nói sao cũng được. Dạ. Đi kêu taxi đi. Dạ dạ. Nhanh đi Út. Chà chị ba, hay là mình gọi cho anh Dương nha. À, mẹ, mẹ gọi cho ba đi mẹ. Không được, chị không muốn liên hệ với ba của Ruby nữa. Ba ơi, thôi thôi, để em kêu xe. Ruby à, về hai nè, Ruby ngoan nha. Hồng, hôm nay em phải giải thích rõ ràng cho tôi nghe. Tại sao em nói với ái là em phải sống với tôi như vợ chồng? Là tôi ép em quan hệ, rồi thường xuyên phải vào khách sạn để bàn bạc công việc. Nếu như em không chịu, tôi sẽ phải đuổi em. Chuyện này là sao, em giải thích rõ đi. Thôi anh ơi, chuyện này là do ái nghĩ ra, đặt điều đặt chuyện cho em. Chứ làm sao mà em lại nói với anh một chuyện động trời như vậy được. Em thương anh hơn cả chính bản thân em mà. Em yêu anh, và em chưa bao giờ có ý là nghĩ anh lợi dụng gì em hết. Tôi tin ái. Vì lý do gì mà ái nói vậy? Vì ái bị les. Ái thích em. Anh có biết điều đó không? Cái gì? Dạ, ái tức giận khi biết em không thích ái. Ái đã can ngăn em nhiều lần rồi. Ai muốn em ở bên ái thì ái sẽ yêu thương em, lo cho em suốt đời. Nhưng mà em yêu anh. Anh nghĩ đi, lẽ ra em ở căn nhà đó với ái, tại sao em phải dọn ra để một thân một mình ở riêng? Vì ái ghen và đuổi em đi. Vì ái buộc em phải chọn lựa giữa anh và ái. Ái buộc em nghỉ ở công ty anh, quay lại quán bar làm, kêu em tiếp khách, đem tiền về cho ái nữa. Không lẽ ái tệ vậy sao? Tôi tưởng hai người là bạn. Bề ngoài á là thân thiết như vậy thôi, nhưng thật ra là ái đang ban phát cho em. Chỉ do em nghèo, hoàn cảnh của em
ai cũng khinh khi. Nên khi có được anh là đã may phước cho em lắm rồi. Ai ghen tị, ai muốn nói em như thế nào cũng được, nhưng anh phải tin em chứ. Anh cũng thấy em đang cố gắng từng ngày để làm việc, mặc dù mức lương của em đâu có bằng khi em làm ở quán bar đâu. Anh phải thấy ái đang hận em từ lúc em chọn ra ở riêng. Cô ta còn hăm dọa em đủ thứ nữa kìa. Nhưng anh thà chết chứ không chịu sống cuộc sống như ngày xưa, biết bao nhiêu cay đắng tủi nhục. Tại sao anh lại không tin em? Sao đời em lại khổ như vậy? Hết chuyện này tới chuyện khác. Thà chết còn khỏe hơn sống như vậy nữa. Không, sao em lại nói như vậy? Thôi được rồi, anh tin em. Em đừng có khóc nữa. Anh có biết là anh bỏ đi như vậy anh lo cho anh lắm không? Mình lúc nãy em nói em đau bụng là em đau sao vậy? Tại em bỏ đi em đâu có ăn gì đâu. Chắc là bao tử nó lại hành nữa. Thôi, cũng mệt rồi em lên nghỉ đi. Chết không có đất chôn hay sao? Còn thằng Luân heo nữa, khốn nạn, sao xui quá vậy trời. Luân heo, đây làm gì vậy? Im cho tao. Mày làm cái gì? Mày điên rồi hả? Tao không tin con Hồng nó không liên lạc với mày. Nó ở đâu? Nói. Tôi đã nói nó bỏ đi rồi, tôi không có biết. Mày không sợ chết hả? Ai mà không sợ chết. Mày buông tao ra, mày điên rồi hả? Mày nói thiệt, con Hồng đang trốn tao ở đâu? Tại sao nó lại vào quán bar? Tao không phải là một thằng con nít. À, con dao này nó có hồn nha. Mày mà nói dối, tao cắt lưỡi mày liền. Mày giết tao á, tao cũng không biết. Còn Hồng tới quán bar chơi á là chuyện của nó. Nếu nó muốn gặp tao thì nó tới đây rồi, chứ mắc mớ gì nó tới quán bar. Chắc là nó hẹn một khách nào đó. Mày quên nó làm gái quán bar hả? Đưa điện thoại đây cho tao. Nhanh lên, nhanh, nếu không tao cứa cổ mày đó. Mày gọi cho nó cũng không được đâu, nó chặn cuộc gọi đến của tao rồi. Khi nào nó cần tao nó mới gọi cho tao. Tại sao nó gọi cho mày? Nó nói nó gặp mẹ ở quán bar, nó sợ quá nên là nó muốn về đây trốn, nhưng mà tao không cho. Với lại bây giờ nó đang kẹt tiền, tao cũng không muốn gặp để cho nó mượn. Sở dĩ là tao phải lùng cho ra con Hồng, không phải là tao cần tiền, mà còn vì một chuyện quan trọng khác. Mày nghe nó, mày dám chơi tao? Chơi mày chuyện gì? Tao đâu có ngu, tao đâu có ngu mày nói cho mày biết. Bây giờ tao sẽ mượn tạm cái điện thoại này, mày có ngon thì mày báo công an đi. Nhưng mà tao nói cho mày biết, thằng Luân heo này nếu mà chết thì con Hồng sẽ không được sống yên. Mày đang bao che cho một con rắn độc đó mà mày không biết, đồ ngu. Không biết Hồng làm gì đắc tội với nó mà nó hận dữ vậy. Người nhà cần phải bình tĩnh. Qua kết quả xét nghiệm máu đã cho kết quả bé dương tính với sốt xuất huyết. Trời ơi. Nhưng may là cháu bị nhẹ thôi,
gia đình đừng có quá lo lắng. Cần nằm điều trị, uống thuốc theo dõi bệnh cho kỹ vài ngày là sẽ khỏi. Nên cho cháu nghỉ ngơi, đừng có làm cho cháu căng thẳng, suy nghĩ quá. Cho cháu ăn thức ăn nhẹ thôi. Dạ. Như cháo, súp hoặc là uống sữa. Dạ. Cho cháu uống nhiều nước hơn bình thường. Có thể dùng nước chín để nguội. Dạ. Nước orizon, nước cam dắt hoặc là chanh đường đó. Dạ. Và nhớ lau bằng nước ấm cho bé khi bé bị sốt cao. Ừ. Nếu mà có gì bất thường thì nhớ báo cho chúng tôi nha. Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ. Chị ba. Theo em, chị nên gọi cho anh ba đi. Chị đã nói không là không. Chị không muốn liên lạc với ảnh nữa. Hà Anh à, dù sao Dương vẫn là cha của Ruby. Có Dương thì sẽ có thêm người phụ em chăm sóc cho con em. Như vậy vẫn tốt hơn. Em không cần. Từ nay em sẽ tập quen dần khi không có ba Ruby nữa. Níu kéo làm gì nữa hả chị? Có ảnh ở đây, em càng bực mình và khó xử hơn nữa. Em ngại lắm. Nhưng mà nghe Ruby nói nhớ ba, em rất ruột lắm. Nhưng mà dù sao anh cũng là ba của Ruby, anh tới thăm chăm sóc con mình cũng là chuyện bình thường mà chị. Hay là chị sợ con Hồng tới đây nó quậy? Chị lo cái gì chứ? Nó mà tới đây á, em sẽ ra mặt dằn mặt nó trước mặt chị. Chị lo cái gì chứ? Thôi. Thôi. Rắc rối như vậy là quá đủ rồi. Cứ để cho anh thoải mái bên một người khác đi. Anh đến đây chỉ làm cho mọi thứ căng thẳng thêm thôi. Có ích gì đâu. Rồi ba mẹ nữa. Gặp mặt nhau, nhìn nhau khó xử lắm. Nhưng ít ra có ba của Ruby tới thì còn xoa dịu được tinh thần của Ruby. Không sao đâu chị. Con nít mà, khắc nhớ khắc quên. Kể từ nay, Ruby nên tập sự thiếu vắng tình thương của ba nó. Em sẽ tập cho Ruby kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn. Trời ơi, sao vậy hả? Con Ruby nó vô bệnh viện mà tại sao hai người không báo cho ba mẹ biết? Mấy chị em con lo được cho Ruby mà. Với lại mẹ bị bệnh tim, lỡ tụi con nói rồi ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ rồi sao? Cứ để cho ba mẹ ngủ rồi sáng tụi con về thông báo sao cũng được mà. Nhưng mà sao vậy? Nó chăm sóc con nó như thế nào mà để con nhỏ bị sốt xuất huyết như vậy chứ? Thôi bà bình tĩnh đi. Chắc tại mùa này ở trên trường nhiều muỗi cho nên Ruby nó bị muỗi cắn. Nhưng bà yên tâm, Ruby được đưa vô bệnh viện rồi chắc không sao đâu. Cũng may là đưa vô bệnh viện kịp thời cho nên điều trị cũng dễ lắm. Mẹ đừng lo nha. Sao mà không lo được? Sốt xuất huyết mà, chết người như chơi vậy đó. Thấy Ruby á, tội quá mẹ ơi. Nghe nói đâu á, sốt xuất huyết là nó hành hạ mình dữ lắm. Trời ơi, tội nghiệp cháu tôi. Còn thằng Dương nữa, cha của Ruby đó, làm cha gì mà bạc tình bạc nghĩa, làm cha gì mà vô trách nhiệm vậy chứ. Lỡ lòng nào mà bỏ con như vậy, đơn ly dị đưa ra là sẵn sàng ký liền. Để cho cháu tôi bây giờ á, không cha không mẹ một cách đàng hoàng. Thôi mà mẹ, cái chuyện này á, là do con Hà Anh nó quyết tâm nó ly dị, chứ cũng có phải là do thằng Dương đâu. Nhưng mà thôi, trong cái hoàn cảnh này mẹ đừng có nhắc tới chuyện buồn của nhà nó nữa. Thôi bà, để dì nương nấu cháo rồi tôi với bà đem vô bệnh viện thăm cháu. Chứ bà có lo lắng gì hoài cũng không giải quyết được gì đâu. Đúng rồi đó mẹ. Dù gì ở trong bệnh viện cũng có bác sĩ chăm sóc cho nó mà. Mẹ đừng có lo nữa. Sao mà không lo chứ? Thôi, khóc nữa. Mình phải đi gặp con Hồng để làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Mình phải khuyên can nó rời xa cậu Dương ra, hay không nó làm mình mang họa vào thân.
Ủa, Hồng, Hồng ơi, Hồng à, sáng rồi em, thức dậy đi làm, nhanh lên. Ủa, em bị sao vậy? Sao không ngủ trên giường mà xuống dưới đất ngủ, lỡ bệnh rồi sao? Ủa, cái lỗ tai em, ủa, tai của em bị sao vậy? À, thì tối qua anh anh xin lỗi nha, khi anh uống nhiều rượu thịnh ngái dữ lắm, nhưng mà anh không nghĩ là mình lại ngáy lớn như vậy. Chứ trước giờ bộ giờ anh không nói anh ngáy lớn vậy hả? Không, chưa bao giờ. Mà có mấy lần cô qua phòng khác ngủ, nhưng mà cô không nói là anh ngáy lớn như vậy. Thôi để em làm đồ ăn sáng cho anh nha. Thôi khỏi đi em, để anh lên công ty ăn sáng ở căng tin luôn. Chứ bây giờ em làm đồ ăn sáng là trễ giờ đi làm của anh luôn. Vậy em về căn hộ trước nha, chứ em đâu có mang theo đồ thay và cả đồ trang điểm nữa. Anh cho em trưa nay em mới đi làm nha. Ừ, cũng được. Chắc sắp tới á, em sẽ mang quần áo và đồ trang điểm qua đây luôn, để ở lại nhà anh chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm với anh. Tùy em. Em đi về nha. Vậy là những lúc mình sai, mình ngái quá, mà Hà Anh đã chịu đựng mình bao nhiêu năm nay. Còn Hồng thì mới một đêm mà đã quả như vậy luôn. Út à, cho anh hỏi Ruby có khỏe không? Dạ, Ruby. Nếu như mình nói ra là chị ba la chết. Chị ba đã dặn là không cho nói rồi. Sao vậy em? Dạ. Có chuyện gì hả? Ruby có khỏe không em? Dạ, Ruby bình thường, tất cả mọi thứ bình thường. Dạ, em vô làm trước nha. Chào anh. Đông Đào. Dạ. Đây là hồ sơ tôi đã ký rồi. Này, mà sao không làm việc, cứ xem mấy xanh lam thắng cảnh để làm gì? Đâu có. Thì tại vì làm việc nhiều quá cho nên là mình dễ bị stress lắm, nên mình phải lên mạng mình coi thông tin này nọ chứ sếp. Này, cô muốn mở công ty du lịch phải không? Nè, sao anh biết là tôi định mở công ty du lịch vậy? Ê, đừng có nói với tôi là hả trong cái phòng này anh gắn camera nha. Gắn ở đâu vậy? Ai mà theo dõi cái kiểu đó. Này, cô bị ám ảnh bởi phim truyện tranh rồi đấy. Thật ra tôi đọc trong sắp thư tình của cô, cô viết cho ai đó gửi nhầm qua tôi, và tôi đọc hết những ước mơ của cô rồi. Ngày 13 tháng 5 năm 2016, trời mưa thăm thẳm. Anh biết không, có phải thật là buồn khi mình không thực hiện được ước mơ? Có phải mình chỉ tồn tại trên thế gian này mà sống không có một ước mơ? Mà đời của em có hai ước mơ chính. Ước mơ thứ nhất
là thành một hướng dẫn viên du lịch. Rồi sau này em sẽ có kinh nghiệm, em sẽ mở một công ty lữ hành. Và ước mơ thứ hai của em là em sẽ có một số tiền lớn để cho bạn của em qua nước ngoài để chữa bệnh. Nè nè nè, hồi nãy giờ tụi em không phải là tụi nhận anh đâu nha. Anh phải trả lại cái tập hồ sơ đó cho tôi. Nó là thuộc quyền sở hữu riêng của tôi. Anh mà giữ như vậy á là phạm pháp, anh biết không? Không dám phạm pháp đâu. Hình như là tôi nhớ ấy, là tôi đường đường chính chính được cô đưa xem giữa ban ngày ban mặt cơ mà. Này, không đời nào tôi trả lại đâu. Anh... Mà trừ khi... Trừ khi sao? Cô là bạn gái thật của tôi. Được thôi. Nhưng mà anh đợi tới Tết Congo đi nha. Được thôi, tôi sẽ chờ. Để xem. Mà này, cô cứ xem những tấm hình danh lam thắng cảnh của cô đi nhá. Nhưng mà nhớ ấy, là xem hồ sơ của tôi đấy. Cô là bạn gái của tôi nhá. Cái gì? Là bạn gái hả? Trời mưa ra lại mưa hả? Đừng có mơ. Buông ra. Alo. Có chuyện này nè, hay lắm, con muốn nghe không? Lạ nghe. Sao tự nhiên hôm nay dì có chuyện gì kể con nghe vậy? Không nghe thôi. Trời, dì cứ kể đi, dì dòng do hoài à. Chuyện này á dài dòng lắm, liên quan tới cậu Dương, cô Hạ Anh, không có nói chuyện qua điện thoại được. Vậy thì dì tới đây liền đi. Đến đây là đến đâu? Có biết con ở đâu đâu mà đến. Vậy con quên, dì kêu xe ôm á đến chung cư Carina. Dì lên lầu 4, căn hộ của con số 3 nha. Được rồi, dì nhớ rồi. Ủa, mà quên, sao mà có căn hộ ngon lành vậy? Dì này, nhiều chuyện quá. Chút nữa con đi làm rồi đó, dì có tới thì dì tới liền nha. Biết rồi. Con Hồng đang ở chung cư Carina. Thì ra mày đang ở đây. Ai vậy ta? Chẳng lẽ anh Dương qua chở mình đi làm? Ái, Hồng ơi, có chuyện gì mà sao không gọi điện cho tôi? Thằng Luân Heo lấy điện thoại của tôi rồi. Hả? Nó còn lấy dao kè vô cổ tôi. Nó nói là sẽ tìm ra nhà của Hồng đó. Sao nó dám làm như vậy? Tôi làm sao biết được. Có gì mà thằng Luân Heo này không dám. Mày, mày đừng có nói là mày theo dõi tao nha. Chuyện gì mà cũng nói. Đúng. Tại vì tao không gọi điện thoại được cho nó, tao không liên lạc được cho nó, cho nên tao phải dùng mày làm con mồi nhử để biết con vợ thứ tư của tao đang ở đây. Mày bình tĩnh bớt nóng. Sao em khỏe không Hồng? Chà, công nhận nhà này đẹp quá ha, sang trọng quá. Chắc là em có nhiều tiền lắm ha. Ồ, bữa nay sang chảnh dữ. Mà chồng cũ em tới nhà không mời được miếng nước nào hả? Muốn uống thì tự lấy. Nè, mà anh nói chuyện đàng hoàng lại nha. Tôi không phải là vợ của anh. Mày mới chính là kẻ phản tao. Nè, mày làm gì? Ủa ra. Ai? Mày không đàng hoàng với tao thì đừng trách tại sao tao không đàng hoàng tử tế với mày. Muốn chơi tao hả? Đừng có mơ. Nè, ý mày là sao? Mày hỏi nó kìa. Mày chính là một con quỷ cái. Mày ranh ma, mày quỷ quyệt lắm. Lên. Vô. Chơi đi em. Thôi, em chỉ tìm cho anh chơi thôi, em không chơi đâu. Đâu có được em. Chơi cái này phải có hai đứa mới vui chứ. Nhớ thỏa thuận của tụi mình không? Không có chiều là không có tiền. Không có chiều là không có tiền.
chơi hả? Em không chơi thì em biến đi về. Không có tiền, không có tiền. Nếu muốn tiền thì chơi. Chơi thì chơi. Chị mới là vợ ngoan của anh chứ. Bởi vì em lên. Chú mày, thằng đó ở đây, mà mày nó không có mày. Đây đâu có đó không có. Nó kìa, sung sướng nằm đây chơi đá hả mày? Nhỏ vậy mày. Ê, đây, luôn heo, dậy mày. Luôn heo. Lên mày. Luôn heo. Dậy mày. Lên cái gì? Mày đi chết đi. Dậy mày. Mày thiếu nợ tao, mày trốn hả mày? Mày trốn hả? Lên cái con khỉ mày. Mẹ nó. Đại ca. Cái gì? Nói đi. Nó phè đá quá không biết gì. Giờ sao đại ca? Xét người đó cho tao. Dạ. Ê, im. Im coi. Sung sướng. Chơi đá không biết gì luôn. Sao? Nó có 6 triệu với cái điện thoại Trung Quốc à. Có 6 triệu lấy 6 triệu cho tao. Điện thoại Trung Quốc hả? Bỏ lên cho nó. Dạ. Để khi nào nó tỉnh, nói chuyện với nó sao. Đây. Đây. Nè. Mình đi đây ca. Mày hó hé là mày chết cho mày. Ra mày. Luân. Anh Luân. Anh Luân. Luân. Ơi, con mẹ nó biến mẹ rồi. Tiền đâu? Mấy triệu mình để đây. Con mẹ tụi nó. Mẹ nó đúng là mấy đứa chó mà. Để đâu? Ở đâu rồi? Đổ ra một cái bóp trên đây mà. Mẹ tụi nó. Ở trọng nữa. Mất cái bóp. Mất cái bóp. Mất cái bóp. Đúng là ý trời mà. Ý trời mà. Mày biết không, vừa rồi tao mới gặp thằng phục vụ ở khách sạn. Nó đã kể tao nghe một chuyện mà tao không thể tin. Nhưng suy ra thì tao chắc chắn nó khai đúng sự thật. Chính mày là người lấy cái bóp của tao. Nè, tôi nói cho anh biết nghe chưa. Khách sạn của anh làm ăn gì vậy là chết rồi. Không có biết giữ mối gì hết trơn á. Tôi chơi ở khách sạn anh bao lâu rồi mà hôm nay anh không biết giữ an toàn gì hết. Hên cho tôi là tôi còn giữ cái mạng què này nè. Mày thông cảm chứ.
Bảo vệ tao có hai người à, mà bọn chúng thì lại rất đông. Bọn tài má tấu mà, tại bọn chúng bảo kê dùng này nè, làm sao tao dám động. Thôi tao đợi mày 5 triệu nè, tao giờ còn có 6 triệu hả? Dẹp đi. Tưởng 5 triệu của ông là nhiều lắm hả? Ông có biết là tụi thằng tài mã tấu nó lấy của tôi cái bóp, mà trong cái bóp đó có cái gì? Một cái nhẫn, một cái nhẫn trị giá 100 triệu, đền nổi ông. Hả? Có chuyện đó hả? Anh anh. Đi ra. Anh. Anh. Cái gì? Anh nói cái vụ cái bóp gì á? Mày biết hả? Mày vào phòng mày thấy đúng không? Không. Ý tôi nói cho anh nghe là chuyện nó là như vậy nè. Là sao? Ủa? Đó, chuyện là như vậy đó. Mày nói thiệt không? Mày nói thiệt không? Thiệt mà. Chứ tôi nói xạo anh tôi có được gì đâu. Chứ không thì tôi sợ chủ tôi quan. Tôi thấy cô gái đó đứng đây nè, xong rồi cô gái đi về hướng thang máy á. Mẹ mày con Hồng, mày dám chơi thằng Luân heo này hả? Mày, mày là thằng xảo láo. Mày chỉ bịa ra câu chuyện nhằm tao đưa tiền cho mày chứ gì. Nếu như mày không có tiền á, xin thì tao cho. Mày có tin là tao tung những tấm ảnh tự sướng của mày làm sao mày để mày thay được. Ở đâu anh có? Mày không cần biết. Mày chỉ cần biết là mày trả cho tao đúng 100 triệu thôi. Tìm đâu để có một cuộc sống. Sao ba hối vào bệnh viện không con? Sao ba không vào với mẹ? Khi quá khứ bao dòng trầm trọng, hằng thêm bao vết thương. Vậy ba nói dối với con rồi. Dạ thưa anh, có tổng giám đốc và bà nội khoa tới ạ. Vậy hả? Sao bà đột xuất vậy? Anh không về được. Con gái đang bị bệnh, cần anh ở bên cạnh. Em gần trước đi, đừng chờ anh. Tao, nếu không thì đừng có trách. Sẽ nhờ mãi hay ta thứ tha. Em cho mình một dạ. Tương lai mới. Để những đớn đau sẽ trộn trang vui. Mày để ngày mai sắp thức. Mày làm giống như là mày tốn chồng đi ngoài tình vậy. Phải cho bản thân thời gian ơi. Rồi hạnh phúc sẽ đến hết khi để quá khứ ở lại. Nó muốn gì? Rồi cuộc sau bằng tin nhắn. Sẽ cho em đêm khi ta vẫn tin. Cho bọn nhắn hay mơ. Tất cả chỉ là sắp xếp định mệnh. Tao đã nghe hết mọi chuyện rồi. Lòng luôn như mà biết mày có mối quan hệ phức tạp như vậy là mày chết chắc. Nơi con người và ngày mai nếu sống chân thành rồi tình yêu như phép nhiệm màu từ mùa xuân đến đây mai anh đào nở hoa bông ngà.